Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học lịch sử 6 trên trang web olm.vn Các em thân mến, nếu bây giờ em được giao nhiệm vụ là hãy sới mảnh đất này lên bằng một trong hai công cụ sau Một là chiếc cuốc với cái lưỡi bằng đá Còn đây là cuốc lưỡi sắt Em sẽ chọn công cụ nào? À như vậy cô thấy rằng hầu hết các em đều chọn chiếc cuốc có cái lưỡi sắt Vậy tại sao các em lại chọn công cụ này? Lý do là vì nó sẽ giúp đất tơi xốp hơn và sẽ rút ngắn thời gian lao động của chúng mình, đúng không nào? Thế em có biết chiếc lưỡi sắt nói riêng và những công cụ bằng kim loại nói chung ra đời từ khi nào hay không? Để tìm được câu trả lời, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài 5. Chuyển biến về kinh tế xã hội cuối thời nguyên thủy. Trong bài này Cô và các em sẽ lần lượt đi tìm hiểu 3 nội dung. Thứ nhất, sự phát hiện ra kim loại và chuyển biến về kinh tế cuối thời nguyên thủy. Tiếp nối nội dung 2, chuyển biến về xã hội cuối thời nguyên thủy là nội dung thứ ba, Việt Nam cuối thời nguyên thủy. Đầu tiên, cô hy vọng các em sẽ trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và những chuyển biến về kinh tế cuối thời nguyên thủy. Các em ạ, à, Kim loại đầu tiên mà con người phát hiện và sử dụng chính là đồng. Theo các nhà khoa học, việc con người phát hiện ra đồng rất ngẫu nhiên. Đó có thể là từ nham thạch do núi lửa phun trào hoặc trong đám cho tàn sau so những vụ cháy rừng mà con người đã nhặt được những khối đồng nguyên chất hay còn gọi là đồng đỏ. Việc con người phát hiện và chế tác các công cụ lao động bằng đồng đỏ bắt đầu vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên sau đó, vào khoảng thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, người ta đã biết pha chế đồng đỏ với các hợp chất khác và tạo ra đồng thau. Đến khoảng cuối thiên niên kỷ thứ hai, đầu thiên niên kỷ một trước công nguyên, con người đã biết chế tác các công cụ lao động bằng sắt. Với đặc tính cứng hơn đồng, nên sắt được sử dụng rộng rãi hơn. Việc sử dụng phổ biến các công cụ lao động bằng kim loại như lưỡi cày, lưỡi cuốc hay lưỡi dìu đã làm cho diện tích canh tác đất nông nghiệp ngày càng mở rộng. Nhờ đó, tăng năng suất lao động và các sản phẩm làm ra lúc này không chỉ đủ ăn nữa mà còn dư thừa thường xuyên. Đó là những chuyển biến về kinh tế cuối thời nguyên thủy. Tuy nhiên, công cụ lao động bằng kim loại được sử dụng phổ biến không chỉ có tác dụng trực tiếp đến kinh tế mà còn dẫn đến sự chuyển biến trong xã hội. Cụ thể như thế nào? Cô và các em sẽ cùng nhau bước sang phần 2. Chuyển biến về xã hội cuối thời Nguyên Thủy. Các em thân mến, trong xã hội Nguyên Thủy thì những người đứng đầu thị tộc và các thành viên trong thị tộc có mối quan hệ bình đẳng với nhau. Chúng mình có thể hiểu đơn giản là khi sản phẩm làm ra thì sẽ được chia đều cho tất cả những người trong thị tộc, không kể là người đứng đầu hay là các thành viên. Chính vì thế, quan hệ bình đẳng được coi là nguyên tắc vàng trong xã hội Nguyên Thủy. Tuy nhiên, mối quan hệ đó bị phá vỡ. Theo các em, nguyên nhân là do đâu? Các em trả lời tốt lắm. Khi sản phẩm lao động dư thừa thường xuyên thì những người đứng đầu thị tộc đã chiếm hữu phần dư thừa thành tài sản riêng của mình. Vì thế họ giàu có hơn và trở thành giai cấp thống trị. Ngược lại, các thành viên thị tộc không có của cải, là người nghèo và trở thành giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị là hai giai cấp cơ bản trong xã hội có giai cấp và họ có quan hệ bất bình đẳng. Như vậy, xã hội nguyên thủy với mối quan hệ bình đẳng đã tan rã, thay vào đó là xã hội có giai cấp với mối quan hệ bất bình đẳng. Tuy nhiên, quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy diễn ra không đồng đều ở các khu vực trên thế giới, tiêu biểu là ở phương Đông. Mặc dù xã hội nguyên thủy ở đây phân hóa sớm hơn so với các nơi khác, nhưng không triệt để biểu hiện là tính liên kết cộng đồng và nhiều tập tục của xã hội nguyên thủy vẫn được bảo lưu. Đến đây cô và các em đã tìm hiểu xong chuyển biến về kinh tế xã hội vào cuối thời nguyên thủy. Vậy theo em, chuyển biến nào là quan trọng nhất? Các em trả lời rất tốt. Để tiếp tục bài học, chúng ta cùng nhau bước sang phần cuối cùng, Việt Nam cuối thời nguyên thủy. Trong thời kỳ này, những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam cắn liền với các nền văn hóa tiêu biểu như văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu và văn hóa Gò Môn. Từ văn hóa Phùng Nguyên, người Việt cổ đã bắt đầu biết chế tác công cụ lao động bằng đồng đỏ và đồng thau. Đến văn hóa Đồng Đậu và đặc biệt là ở văn hóa Gò Môn, công cụ lao động bằng đồng thau đã nhiều hơn về số lượng và phong phú hơn về chủng loại. Các em cùng nhau quan sát hình ảnh những công cụ, vũ khí bằng đồng được các nhà khảo cổ học tìm thấy tại văn hóa Gò Môn. Nó bao gồm lưỡi diều, lưỡi cuốc này và các mũi tên bằng đồng. Vào cuối thời Nguyên Thủy, con người đã mở rộng địa bàn sinh sống xuống các khu vực đồng bằng ven những con sông và đồng thời họ đã cư trú ổn định hơn. Trên đây là những kiến thức cơ bản trong bài năm chuyển biến về kinh tế xã hội cuối thời Nguyên Thủy. Trước khi kết thúc bài học, cô mời các em trả lời câu hỏi sau. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Tiết học của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.